À, xin chào mọi người, lại là em đây. Hôm nay là ngày cuối tuần, cũng là ngày 30 tháng 3 âm lịch. Hôm nay Phương cùng với nhóm bạn đều là YouTube, cũng không ai xa lạ như là kênh Dương Nguyễn Family, Mi Vlog và Sống Khỏe Thân Tâm Trí, cùng nhau hẹn nhau để mà có một cái buổi nấu cơm. Xào xào giùm cái đây. Bữa cơm mà ngày hôm nay cả nhóm cùng nhau đi phát cho bà con là bữa cơm chay. Thì bữa cơm chay chỉ có đơn giản là rau củ quả và tàu hũ. Ở đây là món đậu que Dương Nguyễn đang xào. Còn có thêm món bí kho. Trước khi kho thì bí này sắc và chiên sẵn, kho nó đỡ nát đỡ bể. Và đây là Yubi, là con gái lớn của Dương Nguyễn, cùng nhau để mà lấy hộp cơm lên bàn để, và sau đó thì đồ ăn chính thì sẽ bỏ vào bịch để cơm nó sẽ giữ được tới chiều mà nó không có bị làm đồ ăn làm cho nó kêu bằng thiêu cơm. Vì vậy đồ ăn phải bỏ riêng mọi người. Và đây cô này là mẹ của Dương Nguyễn Family, cô cũng phụ. Thì buổi phát cơm ngày hôm nay Láng Trắng có thêm hai người nữa, nhưng mà vì lý do công việc gì đó hai người bạn không đến được, nên hôm nay cả nhóm có thể làm chậm hơn. Và sau khi thí dụ làm xong chừng nào là phát cơm nữa. Lúc đầu thì cả nhóm dự định là khoảng 11-12 giờ làm xong thì sẽ đem ra tại cổng bệnh viện Chợ Giấy phát luôn, nhưng mà do vắng thêm hai người nên công việc nó cũng hơi chậm một tí, nên quyết định là làm xong là đem phát, không biết là giờ nào, 2-3 giờ gì đó, thì làm xong là đi phát luôn. Thì hiện giờ là đang bỏ thức ăn vào, đổ thức ăn đã chín rồi, giờ cũng bỏ vào bịch và buộc vào hộp như vậy. Ngày hôm nay thì cả nhóm cùng nhau ra tại cổng bệnh viện sẽ phát tận tay cho bà con, không đồ cái là nó gọn, không biết dù là bệnh nhân không bệnh nhân, dù là bắt cơm gì cũng vậy, có người nhận cơm là mình có một tấm lòng để trao tay đến mọi người, trao tay đến bà con. Bữa cơm chay hôm nay tuy giá trị không lớn, nhưng đây là bằng tất cả tấm lòng của nhóm muốn chia sẻ yêu thương đến các bệnh nhân cũng như các bác các chú chạy xe ôm ở ngay cổng bệnh viện. Thì sẵn đây có Mi đang phụ gấp đồ ăn vào hộp, thì Phương sẽ lại hỏi thăm nhờ Mi chia sẻ đôi điều về bữa phát cơm ngày hôm nay. Chào chào cả nhà đến với kênh của anh Phương Vlog nha. Thì hôm nay thì nhóm của tụi em đang có một cái chương trình làm thiện nguyện á, thì cũng dành những cái suất cơm để tặng cho mấy anh chị ở trong bệnh viện, đúng không Phương? Đúng rồi, bệnh viện đứng ngay trước cổng bệnh viện phải. Dạ. Là mình hôm nay mình sẽ ở bệnh viện nào vậy anh? Đó là hỏi Nam Trinh, anh cũng chưa biết nữa. Chị Hai, hôm nay thì mình sẽ làm ở bệnh viện. Vậy là hôm nay đi. Hôm nay thì tụi em sẽ làm ở bệnh viện Chợ Rẫy nha mọi người. Mình đi với ai, là nhóm mình mấy người đó? Dạ, nhóm mình có anh vợ chồng anh Phương Vlog với lại vợ chồng chị Dương Nguyễn. Chị Dương Nguyễn Family. Rồi ai nữa? Và Mi Vlog. Em là Mi Vlog nha mọi người. Dạ. Hôm nay đổi tên thành kênh gì của anh ta? Kênh của em thì hiện tại thì đang làm về chủ đề về những chú cuốn, mà hôm bây giờ em thì em cũng đang dự định, thì mọi người cứ nhớ tới cái tên Mi Vlog là được. Em cảm ơn nhiều nha. Rồi. Và mọi người hãy ủng hộ like và subscribe kênh của Minh Hương Vlog nha mọi người. Like subscribe mà không có xem cũng vậy à? Xem với anh, mình xem thì mới like và subscribe được. Hiện giờ là cả nhóm đang chuẩn bị, nói cả nhóm thôi chứ thật ra có mấy người bạn thôi mà mọi người ơi. Chỉ có đợi thêm đồ ăn đang nấu gần xong rồi.
đợi một chút nữa là xong. Đó, đây là chủ nhân chính. Vừa sáng sớm hai vợ chồng dậy đó, đi chợ đi búa nấu nướng đồ ăn. Còn kinh sống khỏe thật tâm trí. Bạn nói chưa lời. Hiện giờ thì cũng đã 2 giờ chiều rồi. Theo như kế hoạch thì sau khi mà vào hết những hộp cơm còn lại này, Phương sẽ cùng số bạn đi xe gắn máy ra ngoài tại cổng bệnh viện. Đợi trước, Dương Nguyễn sẽ đi cùng cô là mẹ của Dương Nguyễn, đi với taxi sẽ chở cơm ra theo sau. Và sau đó thì cả nhóm tập trung lại phát tại ngay cổng bệnh viện. Vì nếu mà chở xe gắn máy thì nó sẽ cồng kềnh lắm mọi người. Hiện giờ thì cũng đã tới cổng bệnh viện Chợ Giấy. Bây giờ Phương sẽ vào bên trong gọi những người thân nhân hoặc là những người chăm sóc ra dùm nhận cơm. Dạ mấy anh, mấy chú có dùng cơm chay thì ra ngoài đang phát cơm chay ngoài cổng. Dạ, đang phát cơm ngay đầu cổng á, có ai dùng ra lấy dùm con. Dạ, ngay đầu cổng. Bà con ơi, đây có ai ăn cơm chay, ra ngoài cổng đang phát cơm chay từ thiện ngoài cổng á ha. Dạ. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Bà con mình ở đây có ai dùng cơm chay, ra ngoài cổng đang phát cơm từ thiện ngoài á, đang phát ngoài cổng á, ngay đầu cổng luôn nè. Ra ngoài cổng phải đang phát ngoài ha, ra ngoài lấy giùm ha. Anh chị cô chú dùng cơm chay ra cổng lấy giùm ha, có người đang phát cơm ngoài á, đang ngay cổng nè, ngay đầu cổng á. Cơm chay từ thiện bà con ơi, ai dùng lại lấy bà con ơi. Cơm chay từ thiện. Cơm chay từ thiện bà con ơi, ai dùng lại lấy, còn hết. Dạ không, cái này của con là riêng chứ không phải phiếu. Dạ, phiếu này cô đợi tí nữa có người phát đó. Cơm chay từ thiện bà con ơi. Cơm chay từ thiện ai dùng lại lấy bà con ơi. Cơm chay từ thiện, cô có ai dùng cơm chay lại đây lấy nè con. Cơm chay từ thiện bà con ơi. Cơm chay từ thiện. Cơm chay từ thiện bà con ơi. Ai bánh mì.